lemon, pear, or cherry. Now look at this fruit. No, they are actually delicate desserts that look exactly like fresh fruits. They just look like fruits or even taste like fruits. Let's find out in our segment of Culture and Lifestyle this week where you can learn the secret of how those pastries are made. France is widely known as a romantic country and a hub of gastronomy that has greatly influenced the world's culinary scene. And French desserts are not an exception. Young chef Nguyen Minhien has brought delicious and delicate fruit-shaped cornflake pastry, a style created by French chef Cedric Collet, to lovers of sweets in Vietnam. Pháp vẫn là cái nôi của nghệ thuật làm bánh. Thì cái hương vị nó rất là đặc trưng và cái bánh trái cây nó hấp dẫn mình, bởi vì khi mà mình học ở Paris, sau đó mình có tới khách sạn Le Maurice của chef Cedric Collet, thì chef được danh hiệu là đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới, đầu bếp xuất sắc nhất thế giới năm 2018. Thì khi mình đến đó thì mình cắt những cái loại hoa quả ra thì cái phần nhân nó chảy, và khi mà ăn vào cái mùi vị nó rất là giống như cái hoa quả nguyên chất. Cornflake pastry satisfy diners with their appearance, which look almost exactly like the fruits they are made from. Bây giờ nó có bán những cái loại khuôn, khuôn hình quả đào, khuôn hình quả chanh, nhưng mà bên mình thì sẽ không sử dụng cái đó. Tại vì theo mình á, nếu mà hoa quả thật thì nó không có tròn hoặc là nó không có vuông một cách nhất định, mà loại quả nào cũng giống như nhau, nó phải có sự móp méo, đó là tự nhiên, hoặc là quả đó có thể rơi, hoặc là quả đó tự nhiên trên cành nó đã có sự móp méo rồi. Thì mình muốn làm bằng tay, mình muốn tỉa tất cả các loại hoa quả bằng tay để giữ nguyên cái sự tự nhiên của hoa quả. In order to make a stunning fruit-shaped pastry, dexterous chef hands, good observation skills, as well as good visual imagination are required. Each detail of the cake must look the same as the fruit, from its shape, flesh, and skin texture to even the natural spots on the fruit skin. Khi một món tráng miệng nào nó đưa lên thì đầu tiên là họ phải thử thức bằng mắt trước. Khi mà đưa ra thì người ta sẽ wow trước. Do đặc trưng của quả đào Việt Nam mình là thịt vàng, nên mình khi mình kết hợp với lại puree, mà puree đào nó puree hồng, thịt nó là thịt hồng hoặc màu trắng, thì nó sẽ không hợp. Nên mình phải đa số là mình dùng hoa quả của nước ngoài nhập khẩu. Chỉ có những cái loại trái cây như là vải hoặc là xoài, thì những cái đó là đặc trưng Việt Nam mình, nên mình rất là dễ dàng để tận dụng. A fruit-shaped pastry consists of four layers: the fruit filling, cream, chocolate, then a layer of colored chocolate spray. It takes around 24 hours from cooking the filling, preparing other ingredients, and letting the filling and cream set in the refrigerator to finish such cake. A recipe must be followed to ensure the original flavor of the fruit. Mình phải giữ nguyên cái hương vị. Có nghĩa là mặc dù cái quả chanh nó chua như vậy, nhưng mình không thể nào làm cho nó ngọt được. Quả lê, quả táo cũng sẽ có một vị chua nhất định. Và hay hơn là nó có sự kết hợp giữa những cái lá hoặc là những cái thảo mộc, như là chef có thể kết hợp táo với lại thì là, hoặc là cỏ roi ngựa cho quả đào. Nguyen Minhien spends 6 to 7 months researching and developing new fruit-shaped pastries at the level he wants. Besides imported fruits, he has also developed new ones from Vietnamese specialty fruits such as lychee and mango. His hard work has paid off. His bakery has reached more sweet-loving diners and has delighted them with pastries that have both a delicate appearance and a fresh and fruity taste.